Vừa rồi em Tuấn có làm một cái clip giới thiệu cho bác một số cái sản phẩm đấy. Thì clip tiếp theo này thì em Tuấn tiếp tục làm clip nữa. Tại sao lại là clip tổng hợp? Bởi vì là các bác các cô chú thường nói là cái tháng cô hồn, tháng cô hồn thì có rất là nhiều người ít đi mua đi bán chẳng hạn. Nên hôm nay em Tuấn sẽ giảm giá trực tiếp cho các bác một số mặt hàng. Cái giá này em chỉ báo cho các bác là trong cái tháng cô hồn này em để cho các bác mức giá này thôi. Còn sang hết tháng 7 âm lịch là không có giá này, các bác chú ý hộ em nhé. Không có giá này trong hết tháng 7 âm lịch. Thật ra là cái tháng cô hồn báo cáo bác là anh em mình hoặc các chú các bác thế thôi. Mình có làm có ăn. Còn cái tháng này là cái tháng ngày xưa các cụ và đến bây giờ thế thôi vẫn cứ thường nói. Nhưng báo cáo các bác là không có làm không có ăn đâu. Nhưng mà để bỏ lược bớt những cái gọi là cái gì nhỉ, biết nói nào nhỉ, có nghĩa là cứ đến tháng này lại bảo là tháng này là buôn bán nó khó khăn thì được, nó khó khăn thì bác nào mà kỵ không muốn mua thì thôi cũng được. Còn cái giá này em sẽ giảm cho bác, là giảm cho bác là mục đích là gì? Em muốn kích cầu cái tháng này các bác cứ mua sản phẩm về đi, nghe nó hay, ngồi thư giãn nó thoải mái, mình mới làm được ra tiền các bác. Chứ không có cái tháng nào mà là tháng không làm được ra tiền cả, mà chỉ có phải làm thì mới có ăn thôi, chứ không có làm thì sẽ không có ăn. Còn bây giờ bằng hành động em sẽ thực hiện chương trình, cầm cái bút và một quận chỉnh giá cho bác. Em chỉnh giá là sao? Em sẽ chỉnh sửa giá trực tiếp trên này luôn cho các bác nhé, trên này này luôn, để cho các bác biết là à đây em chỉnh sửa giá luôn để cho các bác được hưởng nhé, những cái mức giá này luôn nó ưu đãi để cho cái tháng cô hồn. Có nghĩa là cái giá em, giá cũ em cứ để nguyên, giá bên cạnh em sẽ dán. Ví dụ như đô la JBL Catron này đã có bản test ở trên kênh, mức giá là 3 triệu 9 đúng không? 3 triệu 9. Đôi như này em phá cho các bác đi này. 39 này, em để cho bác 29, ok chưa? Đôi này đã có bản test trên kênh rồi. Tiếp tục đôi loa JBL Catron còn một Plus này. Báo cáo bác này. Có bản test. Dòng này không hay không lấy tiền của bác. Nó nặng như cối đá luôn. Nhé. Nặng như cối đá, trên kênh 2 triệu rưỡi. Em Tuấn bóc tem này em dán luôn, không bán hàng nó phải rõ ràng đấy bác. Thế mới thích. Mà nhớ là cái giá này hết tháng cô hồn là em bỏ, em không chấp nhận giá này hết tháng các bác nhé. Nào để cho bác cô hồn, Canchot Blue đẹp lắm. Những dòng này các bác có thể làm loa lời, loa hát nghe riêng độc lập cực kỳ hay, hoặc loa hỗ trợ cho các phòng. 2 triệu rưỡi thì em để cho các bác 1 triệu 8 đi. Ok chưa? Sướng chưa? Trên 1 triệu 9 bác ơi. Lỗ nhiều quá. Đã lỗ lắm rồi. Thật đấy. Nói luôn cho bác. Chẳng qua là cái tháng này em cố em kích xem các bác là có vượt được qua cái tháng này không. Nhiều bác là ý trong đầu, có nhiều bác là bác ấy đam mê, bác ấy không bao giờ bác mua cái tháng này. Triệu 9 cho bác nhé. Những con này của em thật ra em đã bán giá nó thấp lắm rồi, nhưng mà đây con Mazan này, con Mazan này cực kỳ kỳ hiếm luôn này. Trên kênh 2 triệu 9 này. Để cho bác mức giá 2 triệu 3. 2 triệu 3 cực kỳ hiếm luôn bác ạ. Bởi vì là năm trên 5 6 triệu trở lên thì em tiết em bớt cho bác cả triệu. Trên 10 triệu em bớt cho 2 triệu nhá. Nhưng mà tầm này 1 2 triệu thì bác thì bớt 5 3 5 700 thôi bác ơi. Đây con này nữa này. Con này em đã báo cho bác rồi đúng không? Con này này. Con bom này mà các bác còn không lấy thì em bái phục các bác con bom model 100 này. À, trong này nón loa màu hoa khế. Con này là trên kênh là 3 triệu 8 đúng không? À đâu? 2, 3 triệu 8. Nó tiêu lại cạch em bớt cho còn 2 triệu 8 luôn. Đây. Ủa, tóm đi tóm lại 28, 238 thì bây giờ là giá của tháng này nhé. Em báo cho bác giá của tháng này. Cho em cho nó sập sàn luôn này. Nhé. Con bút màu vàng model 100 bác nhé. 19. Sướng chưa các bác? Con này không hay, em cho các bác cầm loa ném vào mặt em. Con này giá cao nhưng mà nó có cái gì là cạch trong này này. Vẫn hoạt động bình thường nhưng mà em mà không tháo, em không thời gian tháo đấy. Nó tháo ra. Bác 1 triệu 9. Không hay thì bác cầm ném vào mặt em sướng luôn. Thế cho nó nhanh. Còn đôi Mission này. Đôi Mission hôm qua có bản test rồi bác ạ. Đôi này nếu bác nào chê thì em lạy các cụ. Nha. Đôi này để cho bác 1 triệu 6 nha.
16. Ok chưa? Đấy. Bác nào đang theo dõi hôm qua lấy nhanh còn kịp. Rồi, 16. Tiếp tục đôi bốt này nữa. Đôi bốt này cũng model 100 y như đôi kia luôn. Nhưng mà đôi này thì lại không có tí cạch cạch trong này. Đôi này để cho bác 2 triệu 2. Đây. Không phải mất công thừa tháo ra đấy. Đây này, số của nó 3 triệu 9 đấy bác này. 4439 đây này. Chứ không phải đấy em Tuấn nói bừa đâu, 3 triệu 9 đây. Vẫn 39 đây được chưa? 39 này. 39. Đây 39. Để cho bác nhá. 2 triệu 2 trong tháng này. 2 triệu 2. Bốt. Bốt model 100. 2 triệu 2 trong tháng này. Ok chưa? Đôi này. Đôi này mới khác này. Đôi này các bác mà làm lo chuyện lời lên phòng hát karaoke thì phê luôn. Tép kẹt này. Đôi PA này. Nghe độc lập được. Đôi này nghe độc lập cũng rất là hay. PA. Đây, EPAS 3,6 triệu. 3,6 triệu. Con này A class nhé. Con này đến class nhé. A nhé. 100W một loa, 91 dB. Được chưa? Để cho bác tháng cô hồn này nào trong giá trong tháng này em chỉnh hết cho các bác luôn. Chỉnh trực tiếp này nó mới sướng. 3,6 triệu. Này giảm cho bác này. Còn 28. Ok chưa? Thế là quá xóa cho bác chưa? 28. Ok chưa? Tiếp tục nha. Sang đến đôi đây. Để em cho nó riêng ra, không để nó lẫn. Thôi sang đôi này đi bác. Đôi Godfather này. Godfather này quá nổi tiếng rồi đúng không? Đôi Godfather này. Godfather VK. Đâu? Ở đây một cái nữa. Đây. Đôi Godfather này 4,8 triệu đúng không? 4,8 triệu nha. Con này có bản test rồi. Để cho bác 3,9 triệu. 4,8 triệu đây. Godfather có bản test này. Nhìn ngon thế này mà bác không húp nhanh thì làm gì đến lượt. 3,9 triệu. Không đến lượt được các bác ơi. 3,9 triệu. Em Tuấn hôm nay em bán tháng cô hồn cho các bác xem nào. 3,9 triệu em ghi cô CH nhé. CH là cô hồn đấy. 3,9 triệu. Được chưa? Xuống tiếp tục đôi phía dưới nữa. Bác là đang mong đợi AR nhá. AR đây. AR đâu? Con này là con gì đây? Ồ, đúng là con AR4. Con phía dưới đâu là con AR4 này. AR4 nhá. Con AR4. Nhìn chưa? Trên kênh nó là 9,9 triệu. Nhá, 9,9 triệu. Dưới 10 triệu em sẽ bớt 1 triệu mà. Con AR4 này các bác bớt nhìn hộ em nhá. AR4 các bác không phải con nào dễ tìm đâu. AR4 bác phải nhớ là cái màng này này. Nó có hai loại AR nhá. AR màng nhẵn và AMR màng nhăn nhá. Con này của em là màng nhăn nhá, màng xếp bác nhá. Đây là màng xếp này. Còn cái màng giấy này nó nhẵn hết. Như này hết đây rẻ hơn nhá. Con này màng xếp nhá. AR4 này 9,9 triệu. Để cho bác 8,9 triệu. Giảm cho 1 triệu. Nhanh nhá. Bác nào đang chơi AR ở đây. 8,9 triệu nhá. CH em ghi được cô hồn đấy. 8,9 triệu. Hết tháng này thì em sẽ không để giá này nữa. Ok chưa? Rồi chào các bác. Hẹn các bác clip sau.